nến chút. Ủa? Mình uống qua vậy. Đi. Mời các bạn lên đi, uống đi. Trời ơi. Kính thưa quý ông bà, cha bác, hai họ và anh chị em thân hữu, bữa tiệc bắt đầu đã được thay mặt cho gia đình. Trước hết xin chân thành cảm tạ quý khách, cha bác, hai họ, anh chị em thân hữu trong ngày hôm nay đã vì tình thương yêu mến quý khách, cha bác, hai họ, anh chị em thân hữu đã dành rất nhiều thời giờ cho hai gia đình chúng con và đã dành nhiều lời lẽ tốt lành để chúc mừng cho hai con cháu của chúng con trong ngày hôm nay. Xin những lời thân tình lên Chúa để cầu nguyện cho đôi con cháu chúng con chuẩn bị ngày mai được thành và cha bác các anh chị thân hữu dành cho trong giờ này. Gia đình chúng con thật cảm động trước những tấm lòng quý hóa trong cảnh nóng bức này mà quý khách và cha bác quý vị còn lưu lại đây để yên ủi cho gia đình chúng con, trả công cho quý khách quý vị và xin ban nhiều ân lành cho quý vị và cha bác trong hai họ. Con xin dứt lời. Đây là ba con nhắm của đám của cháu Nhật. Đây là Hòa với vợ chồng Hòa với vợ chồng Hà nha. Thì hôm nay tớ đã quay xong cái bữa ăn hỏi cả trên nhà ông Xui của thầy giáo Dung đây rồi. Bây giờ muốn cho anh em chứng kiến lại một cái phong cảnh của quê nhà, là mỗi lần đình đám ấy thì cũng có ngả trâu ngả bò, nhưng mà hôm nay thì cái đám này là ngả heo. Rồi tớ sẽ lấy cái cảnh của mấy con nhắm này, rồi sau đó lấy cái cảnh của anh em đi bà con khu xóm tới tiếp giúp để làm rạp, rồi mượn bàn ghế, tất cả các cái để cho tất cả anh chị em và các cháu bên đó nhớ lại tới cái hoàn cảnh của quê hương và nhớ lại những cái đình đám của quê nhà của mình ấy, là xưa nay thì nó vẫn thế đấy, chưa bỏ được. Đây ba con nhắm cho đám của thằng Nhật với lại gì Thu Trang đó. Thì chắc có lẽ anh em khu xóm với lại các ông đồ tể, nhưng mà nói đồ tể nghe nó hơi ớn ớn, thì nói là những người mà giúp góp sẽ sửa soạn vào để chuẩn bị đây. Mời anh em coi nha, ba con nhắm của cháu Nhật và cháu Trang. Bây giờ đây là hai nồi nước sôi để chuẩn bị là làm lông cho ba con nhắm đó, nhưng mà ở bên Mỹ chưa chắc đã ăn ở Việt Nam ở cái điểm là người nấu bếp vẫn còn môi son má phấn. Có thế. Chị con. Sôi rồi. Sôi chưa? Sôi rồi phải không? À cái bọc mà chị Dung vừa bỏ vào đó là bọc đậu xanh để làm dồi. Làm dồi. Quốc túy của Việt Nam của chúng ta là căn bản là món giò và món nem. Đây là cảnh của tất cả anh chị em đang là rọc lá để làm nem nha. Còn giò ấy thì mình ở đây chưa có phương tiện để gói giò nạc được, cho nên phải đặt mua trước. Còn giò mỡ thì mình sẽ gói tí nữa, thế sẽ quay cái cảnh mà gói giò mỡ giò nạc. Vợ chồng Hòa với lại vợ chồng Hải với các cháu coi rõ chưa? Không, chứ quay lại, không cho con hỏi đây. Đáng ăn giò nạc thì về mà ăn. Tăng mong mấy con, các cháu. Bà bỏ tay bà ra, bà đúng với bà đâu. Bỏ tay bà ra. À, sắp sửa ra quay đâm tiếp theo. Đây là 4, 5, 6, 6 đồ thể. 6 đồ thể vật heo ra đây, nhắm đầu tiên đây. Miếng trầu là đầu câu chuyện, nhưng mà cuối câu chuyện thì phải có heo mới được. Ah!
anh Lai đang là pha muối và nước để chuẩn bị hãm thiết đây. Đó, đang rước cháu về với quê hương. Quay đá đi. Con nhắm trước khi lên bản cố thì tớ cũng muốn quay lại để cho tất cả các anh em bên đó nhớ lại. Không biết con heo này heo được heo cái phải không Trùm? Heo được heo cái. Heo cái à, vậy là Si Hê Giờ Con. Si Hê Giờ Con, nàng đã đi rồi. Chồng Hải hòa với các cháu này. Dội không? Thế là có một con nhắm thôi đây nha. Còn nữa là hai con nữa đang trong chuồng, hôm nay tôi quay hết rồi đó. Còn hai con nữa, tất cả là ba con cơ mà. Đó. Anh chiếu thân gầy châu bà, châu bà ngủ thiêu giấc say. Cha vừa trồng thuật. Coi đây, tớ đã quay ba con nhắm và cái cảnh mà lấy tiết canh, còn có ớn không? Nhưng mà con lợn ủn này ủn ỉn mua hành cho tôi đây, hành củ hành lá. Còn đây là ai? Đây là ai vậy cơ? Bà nào giới thiệu đây bà? Bà bác. Đây bác Kim. Đâu á? Bà Suy Gia phải không hay gì đây? Bác Kim. À bác Kim. Cô Trinh con ông Y. À đây cô Trinh. Đây là bà Suy. Kế. Suy của ai? Nói rõ ra. Bà Suy của chú Thuận. Ai của chú Thuận? Nói xui xui cuộn thuận. Thế đấy là bà gì ruột của cháu. Ừ. Thế dì Huân. Nhớ cái đó. Bà ngoại của cháu là bà xui của bà nội. Bà xui của bà của tôi. Bây giờ nó phải hay. Cái này che mượn của người ta là không có chặt nổi. Không che là không có chặt nổi. Bà về làm cái rạp ở trước khuôn viên của nhà của bà đây. Bà con phụ xóm hay anh em bạn bè của Nhật mà bàn ghế mượn nó ổn thỏa xếp vào một chỗ như thế này đây. Đây là bàn nhá, ghế đây. Tất cả là xếp gọn gàng đâu ra đó. Tất cả các bà con phụ xóm và bạn bè đã giúp đỡ một cách tích cực. Bây giờ mới là 2:39, 28/10/90 nha. Đây là cái dàn rạp đây, sửa soạn lên một cái căn rạp rất đẹp đây. Cây cối này là bà con khu xóm là mượn hết, chứ nhà không có tre mà chặt được như thế này đâu. Bữa hôm qua là tớ mới quay có cái cảnh cây cối để chuẩn bị làm rạp, nhưng mà hôm nay đã thành một cái rạp rất là mát mẻ, chắc chắn và kể là đẹp đẽ như thế này đây. Quay mặt ra không? Quay mặt ra không? Bỏ lộn rồi sao? Cái này là món món gì? Món chả chiên nữa. Chả chiên. Bên nó chịu khó ăn không? Thằng ơi, mấy em đi ra coi đi. Đứng đi. Cái đám này thế nào thắng thì thấy con gái này rồi mới chơi.
Cái này là chiên cốt lết, xong hầm cốt lết, thịt hầm cốt lết. Cái này là hầm. Mà ngủ nè.